Hello cả nhà. Đôi khi trong công việc thì chúng ta sẽ cần thiết phải chuyển đổi cái ngôn ngữ office, tức là ví dụ như là Word hoặc là cái PowerPoint hay Excel gì đó sang tiếng Việt, hoặc là từ tiếng tiếng Việt sang tiếng Anh để cho nó thuận tiện. Vậy thì cái cách chúng ta làm như thế nào? Là chúng ta sẽ cùng theo dõi nhé. Bước số 1 là chúng ta sẽ mở cái ví dụ như mình làm trên PowerPoint. Bước số 1 là chúng ta muốn chuyển cái chữ lúc nãy mình đã chuyển sang tiếng Việt rồi, vừa cài tiếng Việt. Vậy bây giờ chúng ta sẽ chuyển từ tiếng Việt sang tiếng Anh xem như thế nào. Cái cách chuyển từ tiếng Việt sang tiếng Anh hoặc tiếng Anh sang tiếng Việt là giống như nhau. Đầu tiên mọi người sẽ vào tẹp. Có nhiều cách làm nha. Mình sẽ làm cái cách đơn giản nhất là mình vào tẹp này. Mình vào xem thêm này. Vậy thì cái tẹp này mọi người nhớ là cái bên trái, bởi vì cái giao diện bình thường của mọi người đang dùng nó sẽ là tiếng Anh, nó sẽ là tẹp. Đấy, nó là file. Vậy mình vào cái bên trái. Đấy, nó là chữ file. Mình vào cái cuối cùng của nó là chữ option. Đấy. Thì chúng ta tiếng Việt của nó chính là xem thêm này. Và chúng ta sẽ vào cái cuối cùng là tùy chọn, nó cũng chỉ là chữ option. Cái xem thêm là cái gì nhỉ? Lúc lại là mình vào cái cuối cùng, còn bây giờ nó hiện lên ba cái này thì nó vào cái tùy chọn. Đấy, vào tùy chọn thì khi mà cái bảng tùy chọn hiện lên thì ở đây tiếng Việt nó rất là dễ rồi. Thì nó hiện lên chữ là ngôn ngữ, mà nếu mọi người đang dùng từ bản tiếng Anh sang tiếng Việt thì nó sẽ là chữ language. Đấy, nó là vị trí thứ tư này. Sau khi chọn vào đây thì vì Huyền đang dùng nó là cái bản tiếng Việt, cho nên là tiếng Việt nó đang được ưu tiên ở vị trí số 1. Bây giờ nếu mà của mọi người chưa đổi lần nào, nó sẽ đang hiện là tiếng Anh lên đầu tiên. Vậy thì cái việc làm là tiếng Việt nó sẽ chưa hiện lên ở đây. Nếu có tiếng Việt sẵn thì mình chỉ việc bấm lên. Nhưng mà nếu mà chưa có thì mình sẽ vào cái thêm ngôn ngữ. Thì cái này nó sẽ, tiếng Anh nó sẽ là Add Language. Đấy, chúng ta vào thêm ngôn ngữ. Sau đó mọi người kéo ở đây. Kéo ở đây mình thích cái ngôn ngữ tiếng nào thì mình chỉ việc bấm. Đấy, mình muốn sang tiếng Séc thì mình bấm vào đây. Xong mình ấn ấn cái nút là install. Install đấy là cài đặt. Còn tiếng Việt đây thì nó rõ là sự cài đặt rồi. Vậy xong là mọi người đợi nó chạy thôi. Chạy xong nó sẽ hiện tiếp đến cái bảng là continue. Đấy, chúng ta sẽ ấn tiếp continue. Sau đó nó sẽ đóng cái cửa sổ mà chúng ta đang mở. Tức cái PowerPoint này nó sẽ đóng lại. Chúng ta chỉ việc mở lại một phát là xong thôi. Đấy, còn ở đây bởi vì là Huyền đã cài đặt sẵn ở trên này rồi, nên Huyền sẽ không làm cái việc install lên nữa. Đấy, mà làm đối với ngôn ngữ khác thì cũng được. À, còn bây giờ sau khi đã cài đặt sẵn rồi thì chúng ta bây giờ Huyền muốn trở lại với cái bản tiếng Anh. Đấy, thì Huyền sẽ cho cái bản tiếng Anh này. Đấy, đặt làm ưu tiên. Đấy, hoặc là Huyền đẩy nó lên, chuyển xuống, ở đây nó có này. Tiếng Anh là ưu tiên chẳng hạn. Thì chúng ta sẽ bấm cái OK. Đấy, vui lòng khởi động lại Office để thay đổi ngôn ngữ của bạn có hiệu lực. Bây giờ mình ấn OK và chúng tắt tắt đi, và chúng ta sẽ khởi động lại thì nó sẽ ra bản tiếng Anh. Đó, bây giờ đã là bản tiếng Anh, bởi vì mình đã cài đặt sẵn nó trên máy rồi nên chuyển đổi giữa chúng nó sẽ rất nhanh so với việc là mình tải về một cái ngôn ngữ hoàn toàn mới. Bây giờ mình sẽ làm lại với cái bản đang là tiếng Anh của mọi người để mọi người dễ hình dung hơn nhé. Đầu tiên ta sẽ vào file này, ta vào more này, more này, xong sau đó vào option này. Đấy, vậy nó hiện lên cái này thì cái vị trí tiếp theo của chúng ta nó là vị trí thứ tư, language. Đấy, thì mình muốn là tiếng Việt mà lúc đấy ở trên màn hình của mọi người chưa hiện tiếng Việt thì chúng ta làm lại, nhìn lại hướng dẫn một chút để cho dễ nhớ. Ta vào add language này. Đấy, ta chọn xuống cái vị trí của tiếng Việt ở dưới đây xem tiếng Việt đang nằm ở đâu, là mọi người chỉ việc ấn vào thôi. Thì đây mình đã cài rồi, nó đang bị cái màu này và đã cài rồi. Xong mình ấn tiếp cái nút install này. Đấy, install này là xong. Nó sẽ cài. Mình sẽ đợi một thời gian để cho nó cài. Cài xong thì nó sẽ hiện lên là bạn muốn tiếp tục hay không đấy. Thì mình sẽ ấn vào continue. Đang là bản tiếng Anh nên nó sẽ hiện lên là continue. Thì mình ok là xong. Ừ, sau đó là nó sẽ tự tắt. Thì là lần đầu tiên nó sẽ tự tắt cái app của mình. À, và nó sẽ mình sẽ phải khởi động lại bình thường thôi. Mình kích đúp chuột vào cái biểu tượng PowerPoint thì nó sẽ hiện lên cái bảng tiếng Việt. Đây ví dụ như tiếp theo thì lại làm tiếp nữa, là bây giờ mình lại chuyển tiếng Việt lên làm ưu tiên. Đây là mình đã cài sẵn ở trong đây rồi nhá, thì cái bước này là mình chỉ là
À, đẩy nó lên thôi. Một là move up, hai là mình sẽ chọn cái cuối cùng. Đây là đặt là ưu tiên. Xong thì mình ấn ok. Đấy, thì ở như thế này là phát hiện là bạn làm ơn restart để khởi động lại cái office. Chúng ta ok, ta tắt đi. Sau đó chúng ta khởi động office PowerPoint xong. Là nó ra tiếng Việt, tức là đã cài sẵn trên máy thì sự chuyển đổi của nó rất là đơn giản. Chúc mọi người thành công.